Những năm gần đây, vùng hải đảo được mệnh danh là miền đất cổ quyến rũ, là mắt biển, là pháo đài xanh che chắn cửa đại bảo vệ thương cảng Hội An, càng được biết đến nhiều hơn khi UNESCO công nhận nơi này là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Cù Lao Chàm là nơi quần tụ của 8 hòn đảo với những cái tên thuần Việt từng được người xưa gửi gắm qua câu ca: Gia Lao đốn lụi thật dài, chờ mồ khô lá xuống tai trực nờm. Chỉ với diện tích hơn 16 km2, song đúng như Lê Quý Đôn tiên sinh từng mô tả, vùng non nước Cù Lao thuộc địa phận xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam là nơi gặp gỡ của cả biển khơi, núi rừng, suối hồ, đồng nội. Tất cả đan xen, quấn quyện vào nhau, tạo nên một vùng sơn kỳ thủy tú giữa đại dương. Bên cạnh vẻ đẹp của thiên nhiên trên cạn, vùng biển được ví là Hawaii của Việt Nam còn sở hữu vô số các dạng san hô với muôn vàn sắc màu, quần hội thành một vườn thượng uyển dưới đáy đại dương. Ngoài sự quyến rũ của thiên nhiên, Cù Lao Chàm còn là nơi lưu giữ nhiều di chỉ thuộc các nền văn hóa tiêu biểu như Sa Huỳnh, Champa cùng những di tích lịch sử với niên đại hàng trăm năm. Trên vùng đất nhỏ bé, dân cư thưa thớt này có đến 2 di tích khảo cổ, 25 di tích tín ngưỡng. Sở dĩ Cù Lao Chàm có số công trình tín ngưỡng dày đặc đến vậy là do phần lãnh thổ không thể tách rời của dân tộc Việt Nam này nằm xa đất liền, nơi đầu sóng ngọn gió, cuộc sống mưu sinh luôn phải đối mặt với phong ba, bão táp, hiểm nguy. Nên tư tưởng tìm về đất mẹ, tìm về cội nguồn, cầu an cầu may, luôn thường trực trong tâm can cư dân đảo. Từ đó, bà con đã chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, cùng nhau xây dựng nên các công trình tín ngưỡng nhằm gửi gắm đức tin, giúp họ vững tâm hơn trong công cuộc bám biển, chinh phục đại dương. Đình Tiền Hiền được xây dựng khoảng cuối thế kỷ thứ 18, nằm ở xóm giữa thuộc thôn Bãi Làng, để thờ các bậc Tiền Hiền, Hậu Hiền có công lập nên làng xã, đồng thời phối thờ những vị thần phù hộ nhân dân trong cuộc sống thường nhật. Đình được xây dựng theo lối cuốn phòm, lợp ngói âm dương, nóc trang trí hình lưỡng long tranh châu. Đối với cư dân sống ở trên cái đảo này, theo tài liệu cho biết là có thể là gần 4.000 năm. Còn tất cả những cái lan miếu mà được thành hình ở trên cái đất của Lao Chàm này thì khi đó là có cư dân sống ở đây, cư dân Đợ Việt và tất cả cư dân của người Chăm. Thế thì cư dân người Chăm sống trên thế kỷ thứ 15 và người Đợ Việt chúng ta có từ thế kỷ thứ 16 đến nay. Đặc biệt chúng ta đứng đài thì là một cái đình, có nghĩa là một cái lan tiền hiền, mà đây là bà con thường nói là cái lan tiền hiền. Thì trước hết cái lan này được tôn thờ các vị tiền hiền thê khẳng. Về chất liệu thì cái lan này xây dựng từ thế kỷ thứ 18, thì khi đó là tất cả các cái vật liệu mà qua hạt
không có thì người ta dùng cái vật liệu dân gian sẵn có. Thì tất nhiên là đây là một cái vũi, cái vữa bằng vôi và người ta trộn mặt mặt mía, do đó là cái kết cáo mà nó rán chét và đến đây là trên 300 năm như thế này thì tất cả những cái chất đó nó kết dính mà nó tốt bền bỉ như thế này là cũng nhờ cho cái vữa vôi và thêm vào đó người ta trộn trong vữa nó có mặt, do đó để bảo tồn được cái di tích này và không bị mưa nắng bao đời đi là nó mê mọc đi. Còn đây là chùa Hải Tạng, công trình kiến trúc thuộc hệ Phật giáo Đại thừa, được xây dựng vào thời Hậu Lê, năm Cảnh Hưng thứ 19, 1758. Sự ra đời của ngôi cổ tự hơn 250 tuổi, tọa lạc trên thế đắc địa, ngay sát chân núi phía tây của hòn Lao, lưng tựa sơn thạch vững chãi, mặt hướng biển cả mênh mông này, gắn với một truyền thuyết đẹp. Tương truyền xưa có đoàn thuyền chở gỗ quý từ miền Bắc vào Nam làm chùa. Khi ngang qua Cù Lao Chàm, vì trời đã tối nên phải buông neo nghỉ lại. Sáng ra, khi những người thủy thủ nhổ neo chuẩn bị đi tiếp, thì biển bỗng dậy sóng dữ dội, thuyền không sao rời khỏi đảo được. Người trong đoàn bèn lên cúng xin quẻ, thì ứng rằng số gỗ này phải để lại đây dựng chùa thì mới linh. Sau khi chùa xây xong, người dân nơi đây đã đặt tên là Hải Tạng, danh xưng mang ý nghĩa hết sức đẹp đẽ. Chùa là nơi hội tụ kinh tạng giữa đại dương, hoặc hiểu một cách sâu sắc hơn là kinh tạng của nhà Phật mênh mông như biển cả. Trong chùa hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý mà người xưa để lại. Tiêu biểu nhất là quả đại hồng trung chạm khắc hình rồng mang phong cách nghệ thuật thời Lê Sơ. Các cấu trúc, đường nét, kiểu dáng của ngôi chùa đều mang những quy tắc đặc trưng và điển hình của nghệ thuật kiến trúc cổ Việt Nam. Cái điều mà thu hút mọi du khách ra đảo Cù Lao Chàm, ngoài cái việc được thư giãn với một cái không gian rất là trong lành như thế này, và người du khách cũng đến với cái ngôi chùa để tìm cho mình cái sự cầu may, tìm cho mình những cái may mắn trong cuộc sống hàng ngày và cầu mong cho công việc làm ăn buôn bán luôn luôn được thuận buồm xuôi gió. Tất cả tạo nên một không gian thờ tự lớp lang, trang nghiêm, huyền bí, như nguồn mạch tiếp nối sự thiêng liêng từ cõi thần Phật đến sâu thẳm tâm linh. Mà dân chúng ta mà di cư lập ấp á, luôn luôn họ đặt cái tâm linh lên trên hết. Nên là đến nơi nào mà hiện giờ kể cả miền Nam ngày xưa chúng ta mà tiến vào miền Nam để mà di dân lập ấp là luôn luôn nơi nào có dân mà đi lập ấp là nơi đó có chùa. Vì chùa là cái nơi để chỗ dựa tâm linh cho tất cả toàn dân mà. Nên từ đó mới Mận Giác Thiền Sư mới gọi là mái chùa ấp ổ hồn dân tộc. Bây giờ dân đông chứ còn trước đây cái dân địa phương họ sống không bao nhiêu á, chỉ có hơn trăm nóc nhà. Bây giờ là cái năm 64 người ta mới ra đây sống, chứ hồi đó dân địa phương này ít lắm. Nên người ta kết hợp giữa núi, biển và nằm nông để sống. Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của chùa Hải Tạng là đôi mắt âm dương ngũ hành trên cửa chính điện nhìn thẳng ra đại dương mênh mông. Người Cù Lao Chàm coi đó là mắt biển, đôi mắt linh thiêng như hồn dân tộc, ngày đêm soi rọi dẫn đường cho thuyền bè của ngư dân nước Việt đi khai thác sản vật, canh gác, gìn giữ sự bình yên cho vùng lãnh hải yêu thương của Tổ quốc. Được bảo tồn gần như nguyên trạng cả về kết cấu kiến trúc, mỹ thuật
lẫn cách bố trí tượng thờ của thời kỳ Tam giáo Đồng Nguyên trong tín ngưỡng Phật giáo ở vùng đất Thương Cảng khi xưa. Chùa Hải Tạng được coi là di sản có giá trị lớn đối với việc nghiên cứu khoa học trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Do đó, năm 2006, ngôi cổ tự giữa biển khơi này đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Trải bao năm rộng tháng dài và muôn trùng sóng gió đại dương, chùa Hải Tạng vẫn vững như âu vàng muôn thuở. Ngôi chùa cũng như lòng người của Lao Chàm vẫn kiên cường bám trụ nơi hòn đảo tiền tiêu của vùng biển Cửa Đại, trở thành một trong những cột mốc chủ quyền trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với tín ngưỡng tôn giáo, cư dân của Lao Chàm cũng đặc biệt đề cao tín ngưỡng nghề nghiệp. Trên quần đảo có khá nhiều di tích thờ tổ nghề và thần bảo hộ nghề như miếu tổ nghề Yến, miếu tổ nghề cá chuồn, lăng ông ngư, miếu thần nông, miếu bà mộc. Những di tích này không chỉ phản ánh sự phong phú về sắc thái văn hóa của cù Lao Chàm, mà còn cho thấy sự đa dạng trong nghề nghiệp, cơ cấu kinh tế truyền thống ở miền hải đảo tiền tiêu này. Làng Ngư Ông là nơi thờ cá voi, tức Nam Hải cự tộc Ngọc Lân Tôn Thần, vị thần bảo hộ nghề cá. Công trình tín ngưỡng nghề nghiệp được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 này, tọa lạc giữa khu dân cư thuộc xóm Đình, thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An. Từ khi ra đời cho đến nay, công trình tín ngưỡng tâm linh mang đậm dấu ấn kiến trúc Việt giữa biển khơi này là nơi người dân Cù Lao Chàm gửi gắm lòng thành đối với Đức Ông Nam Hải và các vị thần hộ vệ. Đã thành lệ thường, cứ mỗi lần trước khi ra biển thả lưới, giăng câu, anh Nguyễn Văn Thành lại vào lăng hành lễ, cầu xin Ngư Ông và các vị thần linh trời che cho tàu thuyền của gia đình anh ra khơi vào lộng, thuận buồm xuôi gió, bình an vô sự, đánh bắt được nhiều cá tôm, hải sản. Có niềm tin vào sự phù trợ của các vị thần, người dân của Lao Chàm thấy yêu đời, yêu biển nhiều hơn, vững vàng bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành cột mốc chủ quyền sống trên ngư trường truyền thống của Tổ quốc. Miếu tổ nghề Yến, tọa lạc tại thôn Bãi Hương, phía tây nam hòn Lao,
là một trong năm di tích tín ngưỡng nghề nghiệp ở Cù Lao Chàm. Miếu tổ Nghệ Yến này thì được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ thứ 19 để thờ vị tổ của Nghệ Yến cũng như là những người có công trong việc gây dựng cái nghề khai thác yến xào ở ngoài quần đảo Cù Lao Chàm này. Căn cứ vào các nguồn tư liệu cổ hiện lưu tại Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Hội An, thì nghề khai thác yến xào ở Việt Nam hình thành từ cách đây hơn 400 năm. Tổ nghề yến của Lao Chàm và Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, ba tỉnh có sản vật này là ông Hồ Văn Hòa. Đặc biệt có tài nghệ trong việc khai thác yến xào, nên ông đã được vua Gia Long ban sắc phong Cù Lao và giao cho đảm nhiệm chức vụ Thanh Châu Yến Hộ. Sau khi nhận chiếu vua ban, ông Hồ Văn Hòa đã không quản ngại, bôn ba nơi sóng gió, dong thuyền đi khắp các quần đảo ngoài khơi, từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, tìm kiếm những hang động vách đá, nơi có loài chim gắn với loài sản vật quý này sinh sống. Bằng con mắt nhà nghề tinh tường, ông đã phát hiện ra các vựa yến ở bán đảo Phương Mai, Hòn Môn và một số đảo khác ngoài khơi biển Khánh Hòa. Những phát hiện quý giá của ông đã chính thức đưa Việt Nam vào danh sách một vài nước Đông Nam Á có yến xào, sản vật quý hiếm được ưu ái gọi là vàng trắng của bể khơi này. Góp công lớn với nghề khai thác yến, ông Hồ Văn Hòa được nhân dân tôn làm tổ nghề và lập miếu thờ phụng. Hàng năm cứ đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, cư dân Cù Lao Chàm lại tổ chức lễ giỗ tổ nghề yến tại miếu thiêng nhằm tưởng nhớ, tri ân các tiền nhân tổ nghệ. Cùng với nghề cá, nghề yến Cù Lao Chàm cũng đã và đang đem lại một nguồn lợi kinh tế to lớn, nhất là yến huyết, loại đặc sản quý hiếm, giàu dưỡng chất, chỉ tìm thấy ở những vách đá treo leo hiểm trở. Yến huyết Cù Lao Chàm nức tiếng với chất lượng không nơi nào sánh kịp. Yến nghệ được coi là một trong những nghề đầy gian nan, thử thách. Người thợ lấy tổ yến, ngoài yêu cầu sức khỏe, sự dẻo dai, khéo léo, thì cần phải có lòng can đảm mới đảm đương nổi công việc khó nhọc này. Với giá trị dinh dưỡng siêu việt, yến xào là mặt hàng xuất khẩu số 1, đem lại nguồn lợi lớn trong tổng thu nhập quốc dân của tỉnh Quảng Nam. Đây thực sự là món quà quý giá mà thiên nhiên ban thưởng cho những con người từ bao đời nay đã can trường, dũng cảm, bám trụ lại trên mảnh đất giữa biển khơi, gắn bó với cái nghề nhiều cam go, gian khó này. Thank you.
không chỉ mang lại nguồn sản vật quý, những hang chim yến tự nhiên cùng nghệ thuật khai thác của nó đã khơi gợi bao ước muốn khám phá. Cùng với chiến lược phát triển du lịch, câu thần chú Vừng ơi đã mở rộng những cánh cửa đón nhiều lượt du khách đến với non nước Cù Lao Chàm để tìm hiểu về thế giới của loại vàng trắng này cũng như hòa mình vào thiên nhiên đẹp đẽ nơi đây. Một cái vùng đất mà theo các nhà nghiên cứu đánh giá là một cái hòn đảo tiền tiêu của vùng cửa đại, tiềm năng về du lịch Cù Lao Chàm rất lớn. Trong những năm vừa qua, sự quan tâm của chính quyền thành phố Hội An, của chính quyền tỉnh Quảng Nam, một số những cái doanh nghiệp ở Đà Nẵng, người ta cũng rất là quan tâm đến cái việc mà đầu tư đưa khách đến Cù Lao Chàm. Nếu các thế hệ đi trước đã tạo lập nghề nghiệp, xây dựng nên bao nền tảng lịch sử văn hóa, thì người dân Cù Lao Chàm hôm nay đang kế tục, giữ gìn, phát huy các giá trị tinh hoa vạn cổ mà tiền nhân để lại. Luôn chú trọng phát triển kinh tế, song song với việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái. Một trong những việc làm thiết thực, chung tay vì một khu dự trữ sinh quyền xanh, sạch, là chiến dịch nói không với túi ni lông. Thiếu những chiếc túi ni lông, tuy có gặp một chút bất tiện, song nhìn chung, nó không ảnh hưởng đến việc mua bán, đổi trao tại những khu chợ của Lao Chàm. Bởi khi người dân đã kiên quyết nói không với túi ni lông, thì họ sẽ tìm được cách khắc phục. Tùy theo loại thực phẩm mà kẻ bán người mua dùng các vật dụng khác nhau để gói đựng. Nhờ chiến dịch kể trên, môi trường sinh thái Cù Lao Chàm được giữ gìn sạch đẹp, góp phần thúc đẩy các giải pháp điều hòa việc bảo tồn sự đa dạng sinh học với việc sử dụng bền vững khu dự trữ sinh quyền thế giới Cù Lao Chàm như UNESCO đã đề ra.